chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, hát then đàn tính là làn điệu dân ca độc đáo của người Tài Nùng của Cao Bằng. Những năm qua, để gìn giữ và phát triển làn điệu dân ca này, các địa phương đã khuyến khích nhân dân tham gia tập luyện. Từ đó đã xuất hiện nhiều cây văn nghệ trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào. Điển hình tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, có một giọng ca đầy tài năng được người dân nơi đây ví như con chim dân ca của núi rừng. Đó là chị Nông Thị Hồng Chiêm, xóm Phía Trang. Chị Chiêm không chỉ hát hay mà chị còn dành trọn đam mê, tâm huyết của mình truyền dạy cho các em nhỏ trong xã với mong muốn gìn giữ và làm phong phú thêm làn điệu dân ca của dân tộc mình. Ban đầu là tôi biết đến bộ môn hát then đàn tính đây là qua ông bà nội, vì ông bà nội có một cái đài nhỏ nhỏ ấy ạ, ông bà hay bật để nghe. Còn về sau thì có thể đi giao lưu văn nghệ với các anh chị ạ, thì tôi được nhìn thấy các anh chị đứng trên sân khấu biểu diễn hát then đàn tính, thì đấy là lần đầu tiên là em nhìn tận mắt là cây đàn tính. Về nhà thì em thấy yêu thích. Tôi về nhà thì tôi thấy về sau tôi càng yêu bộ môn nghệ thuật này hơn, thì tôi cũng tự xem trên internet ấy, và cũng tìm hiểu có lớp học, nên là tôi đã học qua một khóa cơ bản. Còn về sau thì học qua trường Đại học Văn hóa thì không có bộ môn này, tôi tự học thêm. Và sau khi ra trường ấy thì các bạn nhỏ ở trong làng bản cũng cảm thấy yêu mến và cũng muốn học, nên là tôi và các chị cũng mở ra một lớp để truyền dạy lại cho các bé. Đó là lời tâm sự về câu chuyện bén duyên với hát then đàn tính của chị Nông Thị Hồng Chiêm. Cũng chính từ sở thích của thời thơ ấu ấy đã nuôi dưỡng niềm đam mê của chị với làn điệu dân ca này, để rồi chị dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi. Nhưng khi chị đã có thể hát và đánh đàn thuần thục, cũng là lúc chị nhận ra rằng nếu chỉ đam mê một mình thì làn điệu dân ca này chẳng thể phát triển, nó cần lan tỏa đến cộng đồng. Thế rồi chị Chiêm cùng một người chị trong câu lạc bộ dân ca dân vũ xóm Phía Trang đã quyết định mở một lớp dạy hát then đàn tính cho các em học sinh trong xã. Do không qua trường lớp đào tạo chuyên môn nên việc truyền dạy và làm như thế nào để các em nhỏ là điều khá khó khăn với chị. Thế nhưng chị Chiêm chẳng bao giờ nản lòng, bởi bản thân chị hiểu rằng muốn các em đánh đàn tốt, trước hết cần nuôi dưỡng niềm đam mê cho các em. Và chị đã dùng chính tình yêu với làn điệu dân ca này để chăm chút từng nốt nhạc cho các em nhỏ. Chị thấy em đánh còn hơi nhanh một chút này, chưa đúng nhịp lắm, chậm lại một chút nhé, đều đều này. Mi re si si, mi re mi son son, mi re si 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 la son son. Sau thời gian đầu thì cũng có một số khó khăn, như là các bạn ở nhà xa, với cả lứa tuổi thì không đồng đều. Còn những bạn nào mà tiếp thu nhanh hơn thì mình sẽ dạy riêng, và các bạn nào mà tiếp thu hơi chậm một chút thì mình lại kèm thêm ạ. Tuy khó khăn như thế nhưng mà bằng niềm yêu thích, đam mê thì tôi cũng đã cố gắng truyền dạy lại cho các bạn, và các bạn cũng được sự ủng hộ của gia đình, nên là sau quá trình tập luyện thì các bạn cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều ạ. Một cái khó nữa đó là hát then đàn tính, lời hát được viết bằng tiếng Tày, nên khi người Đồng An hát làn điệu dân ca này thì cần phải biết nói và hiểu được ý nghĩa của câu từ để truyền tải cái hay của nó. Dẫu biết là khó khăn, thế nhưng chị Chiêm vẫn kiên trì,
bởi càng tìm hiểu, chị lại cảm thấy là điệu dân ca này thật sự độc đáo. Làn điệu then tính là của dân tộc Tài Nùng, còn riêng về dân tộc Nùng An thì không có làn điệu này ạ. Thì mình đã nghe qua và mình rất là yêu thích làn điệu then tính, nên là mình đã cố gắng học và truyền lại cho các bạn nhỏ để làm phong phú thêm các làn điệu dân ca dân tộc của dân ca Tài Nùng trên quê hương Cao Bằng ạ. Lớp học nhỏ bé này vẫn được duy trì bằng sự tâm huyết của người chị, người cô Nông Thị Hồng Chiêm. Đối với chị Chiêm, thành công lớn nhất không phải là số thành viên lớp học ngày một tăng lên, mà là chị đã gieo tình yêu với hát then đàn tính cho bao nhiêu học trò. Em Nông Long Thảo Quyên là một trong những học trò nhí của cô Chiêm, được chị dìu dắt từ những ngày đầu tiên. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ của em lại chẳng hề nhỏ. Em biết rằng việc học hát then đàn tính sẽ giúp làn điệu dân ca này còn mãi với thời gian. Vì làn điệu hát then tính là sẽ giúp giữ gìn bản sắc dân tộc và sẽ mang lại cho dân tộc chúng ta được nhiều người biết hơn. Em thấy bộ môn này rất là hay và các bạn cũng đi tập và ở gần nhà cô, nên ngày nào được có thời gian rảnh rỗi thì cô hay chỉ và em rất thích nên em đã đi tập cùng các bạn. Cũng chính từ sự tận tâm của chị Chiêm với lớp học mà chỉ sau một thời gian tập luyện, giờ đây các em đã có thể đánh được một số bài cơ bản. Những nốt luyến láy trong từng câu từ cũng trở nên mượt mà hơn, không còn khó khăn như những ngày đầu. Các em đã mạnh dạn hơn, đoàn kết hơn để cùng tạo nên một ngôi nhà chung. Một ngôi nhà được tạo nên bởi niềm đam mê với hát then đàn tính. Điều đặc biệt nhất là ở đây có các thành viên luôn quý mến và coi chị Chiêm như một người cô giáo truyền ngọn lửa nhiệt huyết. Em cảm nhận về cô Chiêm là những thứ mà bọn em chưa biết thì cô dạy rất kỹ và chỉ cũng là rất là kỹ và những thứ mà bọn em mà đánh nhanh thì cô sẽ bảo là đánh chậm lại để cho đánh đều với các bạn hơn. Và tham gia câu lạc bộ này thì em cảm thấy là rất vui và đã góp một phần cho câu lạc bộ là giữ gìn bản sắc dân tộc. Từ lúc biết đến chị Chiêm thì em đã thấy bộ môn này rất là hay và em cũng đã thử sức với nó và em cảm thấy là cái bộ môn này giữ gìn bản sắc dân tộc, cho nên là em cũng được bạn bè rủ và tham gia vào bộ môn này cách đây cũng chưa lâu ạ. Và khi học với cô Chiêm thì em cảm thấy là cô Chiêm dạy rất nhiệt tình và em có được những cái kỹ năng mới và em có thể đánh được rất là nhiều bài hay từ những cách mà chị Chiêm dạy. Thời gian đầu em cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn trong lúc mà học, nhưng mà ở trong quá trình giảng dạy thì chị Chiêm đã giảng rất kỹ về những cái khó khăn mà em thường gặp, cho nên là em cũng cảm thấy dễ dàng hơn trong việc học đàn tính ạ. Chị Chiêm và chị Hoàng Thị Yến là hai thành viên cốt cán của câu lạc bộ dân ca dân vũ xóm Thị Trang. Hai chị em đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên khi mới thành lập câu lạc bộ, chỉ có vài người tham gia. Nhưng sau nhiều lần vận động, các chị em trong xóm cũng nhiệt tình tham gia tập luyện. Giờ đây câu lạc bộ đã có hơn 70 thành viên chia thành nhiều nhóm theo lứa tuổi, theo sở thích phù hợp. Nhìn lại quá trình hai chị em cùng nhau đồng lòng vượt qua bao khó khăn, chị Yến cảm thấy ngưỡng mộ tài năng, tinh thần trách nhiệm của chị Chiêm trong mọi công việc. Đây là trong câu lạc bộ có tôi với em Chiêm là cùng nhau quản lý và tập hợp các
anh chị em trong xóm để vào câu lạc bộ. Trong quá trình mà thành lập câu lạc bộ là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về thay đổi tư duy ấy, thì là lúc đấy là các anh chị em là trong xóm là chưa chú trọng lắm về việc về văn hóa văn nghệ, và chúng tôi rất khó khăn trong việc đó là tập hợp các anh chị em trong xóm, là thứ nhất là rất khó khăn. Thứ hai là về trong câu lạc bộ có rất nhiều là lứa tuổi, nên là tôi cũng khó khăn lúc đầu là phải thúc là chúng tôi là phân chia ra thành các nhóm riêng để phù hợp, nhóm này phù hợp với làn điệu này và các lớp để nó phù hợp hơn. Đấy, và trong quá trình làm việc cùng nhau thì chị em chúng tôi là cũng cố gắng hết sức là truyền dạy những gì mà mình có để bằng cái tâm của mình để truyền dạy cho các em. Và thứ nhất là tuyên truyền vận động các chị em nữa, rất là khó khăn trong việc tuyên truyền vận động. Và em Chiêm là một cái tay rất đắc lực, là bởi vì em ấy thứ nhất là có chuyên môn, còn hỗ trợ tôi, em ấy là một người rất tận tình và cẩn thận, rất tỉ mỉ trong công việc cũng như là cách chỉ dạy cho các em học sinh. Với những nỗ lực của bản thân, giờ đây chị Chiêm đã làm được điều mà chị mong ước, đó là đưa làn điệu hát then đàn tính đến với cộng đồng. Và đối tượng chị đã truyền dạy đó là các em thanh thiếu nhi trong xã. Bởi chị xác định rằng để làn điệu dân ca này phát triển thì cần phải ươm mầm từ thế hệ măng non. Niềm đam mê với dân ca của chị Chiêm vẫn chưa dừng lại ở đó. Hiện chị đang theo các cụ bà trong làng để học thêm làn điệu hèo phơn. Đây là một làn điệu dân ca đặc trưng của người Nùng An. Với niềm ấp ủ, đó là có thể đưa làn điệu dân ca này phát triển trong tương lai. Bản thân tôi thì hiện tại là đang biết làn điệu dân ca hát then đàn tính và làn điệu nàng ới ấy. Còn về làn điệu của dân tộc Nùng An thì tôi vẫn đang trong quá trình học thêm ạ. Làn điệu hèo phơn vẫn đang trong quá trình học thêm. Còn sắp tới thì cũng sẽ muốn học thêm về các làn điệu khác như là làn điệu giá hai, hát si, hát lượn. Dạ. Các em nhỏ ở đây dù có người mới tập đánh đàn, có người đã đánh được vài bài, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng với hát then đàn tính thì trong tương lai nhất định họ sẽ trở thành hạt nhân trong phong trào tập luyện dân ca trong quần chúng. Tiếng hát, tiếng đàn vẫn mãi vang vọng khắp các bản làng phía trang, và chị Chiêm như chú chim dân ca đầu đàn vẫn miệt mài dìu dắt các em nhỏ cùng nhau phát triển, gìn giữ làn điệu hát then đàn tính còn mãi đến muôn đời sau. Chuyên mục văn hóa thể thao đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.